Sáng nay, trường trung học cơ sở Tây Sơn, quận Hải Châu vừa tổ chức lễ kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam và tuyên dương khen thưởng phong trào thi đua dạy tốt học tốt năm học 2019-2020. Năm học qua, mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, song các thầy cô giáo đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để dạy học trực tuyến, góp phần truyền tải kiến thức đến các học sinh bằng nhiều hình thức khác nhau. Theo đó, toàn trường có 100% học sinh được xét tốt nghiệp trung học cơ sở, có 30 học sinh thi đổ vào trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, 121 em đổ vào trường trung học phổ thông Phan Chu Trình, gần 90% học sinh lớp 9 thi đổ vào các trường trung học phổ thông công lập. Dịp này, trường được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ thi đua công nhận tập thể lao động xuất sắc vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học 2019-2020.